Chào quý cô chú anh chị và các bạn nha. Bữa nay mình quay mấy chú mấy anh đang dở cái đống trà lục bình này nha. Đống trà lục bình khá là nhiều luôn. Mấy chú đã bao lưới xung quanh hết trơn rồi. Bây giờ chỉ lôi lục bình ra để dở trà bắt cá thôi. Cái này là con sông lớn nha. Sông này nước chảy khá là mạnh luôn. Cũng khá là sâu luôn các bạn. Dần yếu yếu lặn không có tới đáy đâu. Đang dở trà này. Mấy anh mấy chú đang đứng ở trên mấy cái nhánh cây để dục lục bình ra. Hiện giờ là nước đang gồng. Đẩy lục bình qua đây để chắc trà cho cá nó trú ngụ nha các bạn, cho nó mát. Cái đống này ông chú nó cá linh nhiều dữ lắm nha các bạn. Đang dở lục bình mà phóng trúng ổng luôn á. Cá linh như cá vàng vinh. Đó đó đó, phóng lên nữa đó các bạn. Đó. Cá linh. Trúng mánh ở đống trà nè. Vô. Cái này đợt này ông chú ổng ăn Tết lớn luôn rồi các bạn ơi. Chị. Tết này qua ăn ké với ổng, uống bia với ổng. Thấy không? Một chai. cái đống trà được rồi, ông bán được nhiêu không? Trà rồi bán 9 triệu. 9 triệu à? Ừ, nó cũng cả mấy chục ký nữa. Dạ, rồi rồi, ra ăn con nữa các bạn ơi. Kéo lục bình đi. Kéo lục bình mà cá phóng qua quá phóng rồi. Mới có kéo chưa được phần nữa, mới 1/3 lục bình mà. Rồi, ra ăn con nữa. Rồi chỗ hạ thấp để kéo lục bình á. Sao mà nó biết nó phóng ra các bạn. Mấy hai anh ở trong kia đang kéo lục bình ra ngoài này cho chú này kéo đùa ra ngoài. Rồi giờ mấy chú mấy anh lùa cái phía này cho nó trôi ra nha các bạn. Lục bình này lùa cho nó đi luôn. Mình quay ở đây là ở xã Bình Phú nha các bạn, số 5 nha. Càng kéo ra lục bình này, lục bình lớn không à, cỡ khoảng 5-6 tấc nha, cao các bạn. Còn ở trong phía trong là một tấc lục bình nè các bạn ạ. Cái đống trà này theo mình độ là cá dữ lắm nha các bạn. Các bạn hãy theo dõi coi cái đống trà này trúng mánh hay không nè. Nhưng mình thấy là cá nhiều luôn. Rồi bắt xuống đây. Ồ, lục bình rồi. Mấy anh mấy chú ở trong kia đang lôi ra. Cá nó phóng ở đằng kia các bạn ơi, dở chưa hết lục bình nữa mà nó phóng nôn nao hết trơn. Nó bắt được con ếch luôn các bạn, ếch ở trong lục bình. Rồi thả đi luôn rồi. Ủa cá phóng lên nữa. Thank you.
Đây còn mấy cái cọng lục bình với nè các bạn, mấy chú với mấy anh đang lùa ra cho nó xong luôn để dỡ trà. Phía bên kia mình thấy cá nó phóng dữ dằn luôn, lên xuồng một con nữa kìa. Đó. Cá dữ lắm nha các bạn, chưa có dỡ trà, nó mới dỡ lục bình mà nó phóng quá phóng luôn rồi. Còn ít lục bình nữa nè. Giục ra để lôi ra kia nha, rồi dỡ trà lên nha các bạn. Ông chú này ông nói cá dưới đây mắc dẹt ra mới lấy trà được. Quá cá rồi. Tàu đang chạy ở ngoài sông. Trong người bắt đầu cá nó phóng lai ra lai ra lai ra, có lúc nó phóng lia lịa trên cái quạt. Cá tiền dinh là nhiều nha, giờ này là chưa có thấy cá đen rồi. Mấy anh mấy chú đã lùa lục bình gần hết rồi, còn có mấy bụi nữa hết rồi. Rồi lùa ra hết rồi đó các bạn ơi. Giờ ông chú ông có cái vỏ ngoài đó đó, ông treo lưới nha, treo lưới cho cao. Có tiền các bạn, vô đây là có tiền các bạn. Treo lưới cho cao lên cho cá nó đừng có phóng ra, phóng ra uổng các bạn ơi. Trong trà này cá trắng nhiều nó bay. Để mình lên phía trên này gần gần mấy con cá. Hôm nay cái máy quay mình nó hư rồi các bạn ơi, nên đành quay cái điện thoại. Mất lội nước quay mấy triệu. Châu bò hả? Cá nó phóng ở này nè. Đó, phóng kìa các bạn. Mới lùa lục bình nữa nha các bạn, mà nó phóng gì rồi thấy mê rồi đó. Ấy. Mời lắm luôn rồi đó các bạn ơi. Rồi giờ mấy chú mấy anh đang dỡ trà ở trong này, lưới được bao vòng tròn hết các cô chú anh chị. Ở ngoài sông có chiếc vỏ đang chạy, đó là mạnh mình ra bớt. Cái cây kia làm cây rừng móc móc nha các bạn. Còn chú này dưới thì ổng đưa trà lên, công anh này ổng quăng ra ngoài để chắc cái đống trà mới á, để lần sau dỡ tiếp. Quả sóng đánh mình quay có lắc cho các bạn thông cảm nha. Ngồi dưới xuồng các bạn, lắc quá. Cơm trà rồi sạch đằng bao lưới sát vô. Bên kia là phía lồ nhựa. Để ngắt dỡ trà gần hết mình quay tiếp các bạn, để mình xuống mình lôi trà tiếp nha. Rồi bây giờ còn một mớ nhánh nhỏ với nhánh lớn ở trên móc được móc. Còn một ông chú với ông anh đang lặn trà nha. Trà nào nhỏ nhỏ lặn đặng đem lên luôn, giục trà xương cho sạch để kéo lưới sát vô, cá nó không có chui ra các bạn. Có con chim gì nó kêu bên sông. Cá trong trà mình thấy chớp cũng dữ lắm các bạn ơi. Cái đống trà này sông lớn nha các bạn, hy vọng là có tôm cho các bạn cùng xem.
Ông chú này ông dở mấy đợt rồi trúng mánh, đống nào cũng có tôm hết. Rồi bây giờ mấy chú mấy anh lặn để kéo cái lường chì vô nó sát mí bên đây đang nói vô nha các bạn, kết nối, kết nối vô kéo vô đường chì vô tới đó đó. Còn phía bên đây một mớ trà cho cá nó rút vô đây, lát liền cái này ra luôn. Rồi bây giờ mở cái đường nữa để đem cái ghe ra ngoài nha. Cái ghe đó để đứng dở trà qua bên kia hôm nay á. Kéo cho nó giáp mí luôn nha các bạn. Lát lặn còn nịch phía dưới nữa, nịch cho nó sát lại nịch bằng dây lạc. Đó ngoài kia anh mở dây đừng cho. Ở trong này kéo ốp sát vô. Chị nó vô tới trong đây đó ha. Ở đây chị vô tới đó. Rồi mấy chú đó là lặn nịch cái đường chì ở dưới đó các bạn. Rồi bây giờ mấy chú mấy anh đang dở trà cá nó phóng nè các bạn ơi, chắc ra đó cho cá nó rút ra đó, kéo ở trong này ra nè, ra nước sâu để xúc cá lên ra đục rồi. Cá đi lắm nó phóng dính lứ luôn, phóng dính lứ luôn. Có hai anh vô tấp dẫn một tép, không là tép nữa hai anh tôi đợi luôn. Cá giờ là nó phóng giáp dòng hết trơn luôn các bạn thấy. Đó. Cái góc nào nó cũng phóng hết. Lúc này là cá nó phóng rồi các bạn. Dạ. Năm anh em bắt được cá lăng khủng luôn. Cá lăng này khủng luôn các bạn. Cá lăng này 4 con ký không? Được, 4 con ký. Cá lăng này giấy nha chứ không phải cá lăng nha. Bắt cá chó quá bự luôn. Bắt cá rồi giờ ông chú ông chạy cái ghe đục để xúc cá lên nha các bạn, để bắt cá lên ghe đục này nè, cái ghe khá là to luôn. Anh đó phóng qua để cuộc dây trước mũi. Ghe đục để vô tới đây.
Rồi giờ mấy chú gom lưới nè, cho sát vô các bạn ơi. Cá nó ngớp nó phóng luôn. Đống trà này cá lớn không à. Mấy anh đang gom lưới gom cái tùng lên. Rồi bây giờ kéo cá lên nè các bạn ơi, gom vô đây à. Chính ngay chỗ cái đường kỳ để cá chốt nắp còn luôn. Rồi giờ mấy anh với mấy chú kéo cá lên chuẩn bị xuống. Con cá cha bự luôn nè. Đó đó. Đó, lên cá lăng to luôn. Quá cá luôn. Lên quá lưới rồi. Giờ chút nè. Quá cá nó phóng lên. Một cái vợt. Ừ, rồi cái vợt nha mày. Quá khủng rồi. Tao làm cái trà cho đầu kiến ra đường dinh. Rồi đây một vợt luôn. Mấy anh nó chú để lên đây. Chưa có còn cá chép nữa. Cá chép luôn mấy con rồi đó. Cá chép bự. Hai con. Cá đâu không có chê hết. Không có. Không có. Cá già nó vô quá vô dạng quá. Cái bụng sâu lắm các bạn ơi. Rồi lên một vạt nữa nè. Rồi vũ cá bên kia qua đi bắt cá tra qua kìa. Cá là hai con được rồi, còn cá lâu kiến không à? Đó, vô cá lóc rồi đó.
Cái chê này có không? Ê, nó vô. Rồi còn ít cá nữa các bạn ạ. 2 giờ quá. Còn cá lóc nữa kìa. Nhiều cá luôn. Ừ, cá chốt kìa. Rồi, qua luôn rồi, qua luôn. Hết luôn. Dính luôn, dính luôn. Rồi cá bây giờ đã vô cái ghe đục hết trơn rồi các bạn ơi, xúc hết đó. Giờ ruộng lưới lại. Rồi video mình đến đây xin tạm dừng nha các bạn. Hẹn các bạn video tiếp theo nha các bạn. Nhớ đăng ký nhấn chuông ủng hộ mình nha các bạn. Mình chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Mấy ca cũng vợ bắt chưa?